với cái xe hộ vô mắt này thì nó có những cái nút điều khiển ở dưới này rất là tiện lợi nha cả nhà. Ví dụ như đây là cái nút đề máy này cả nhà, đề máy và tắt máy. Ở đây là cái nút để cảnh báo này cả nhà. Đây là nâng cabin ha. Thì bây giờ Sơn sẽ đề máy để Sơn bước lên trên luôn thử nha cả nhà nhé. Sơn đề đây luôn nha. Đây. Đó, cả nhà có thấy là Sơn đề máy đây là nó nổ luôn đúng không? Đó. Thì bây giờ Sơn sẽ lên trên cabin để cho cả nhà mình xem bên trong cabin nhé. Ở dưới đứng đè sướng quá trời, mặc dù lên đây đè cũng được cả nhà, nhưng mà để diện cho cả nhà mình thấy vậy đó, là thấy đè thì em Sơn sẽ mở cái kính này cho cả nhà mình xem. Đó, đây là kính chỉnh điện nha cả nhà, mở xuống để cho nó khỏi bị cái ô, tại Sơn đeo mic các cả nhà. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu bên trong cabin một tí xíu, là Sơn sẽ chạy một đoạn đi lên trước để cho cả nhà mình xem nó như thế nào nhé. Phía trong cabin này cả nhà, sau khi mà đè máy lên thì cả nhà mình thấy ha, là màn hình nó cũng hiện lên rất là đẹp đó cả nhà. Đó, đây là cái màn hình ở bên trong tắp lô nha. Đấy này, cái này để làm gì ta? Cái này gạch tàn thuốc cả nhà, gạch tàn thuốc. Kính chỉnh điện đầy đủ ha cả nhà. Đó ha, hai bên là chỉnh kính điện, bật đèn ở đây luôn. Rồi sấy kính đồ luôn được hết luôn cả nhà, lóc cửa các thứ ha. Cái phiên bản cái đời 2023 của cái hộ vô mắt này là cả nhà, thì có cái màn hình này là 12.3 inch nha cả nhà nhé, màn hình rất là rộng luôn ha. Đó này, ở trên này có gọi là bluetooth kết nối rồi các thứ đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn nè cả nhà. Đó, đây là cần số nha cả nhà. Đây, với xe này thì có 12 số tiến và 2 số lùi. Cả nhà mình có thấy là đây là một cái hộp số rất là lớn luôn cả nhà ha, lớn nhất trong các cái phân khúc luôn đó cả nhà. Giường thì có 2 giường nằm nhé cả nhà, phía trên một cái dưới một cái này, rất là thoáng, và cả nhà mình có thể đi xa này, cả nhà có thể ở trên xe này được luôn ha, cabin rộng rãi lắm luôn á. Đó, ghế thì có ghế hơi, ghế tài là ghế hơi nhé cả nhà, bên đây kia là ghế phụ, có một cái màu kết hợp giữa cái màu màu xám đen cả nhà, và một cái màu màu vàng rất là đẹp luôn ha. Màu đó là màu này là màu gì ta? Màu nâu hả? Màu da. Ê, bị loạn màu ta ơi. Rồi, bên trên là những cái học rồi đèn các thứ ha cả nhà, đèn là các thứ đầy đủ ha. Và trên kia thì có sunroof, cửa sổ trời nha cả nhà. Và phía bên này thì là kính 2 tầng này cả nhà, rất là thoáng luôn. Kính 2 tầng thì giúp cho mình quan sát phía trước và phía sau rất là thoải mái ha. Đó, thì bây giờ em Sơn sẽ vào số để chạy lên một tí xíu cho cả nhà mình xem một cái đoạn Sơn chạy lên, xem nó có dễ chạy không cả nhà. Thì khi mà Sơn đề máy lên thì nó đủ hơi rồi cả nhà, đủ hơi thì mới chạy được nha. Thì đó, thường thường là lên tới cái đoạn này là đủ hơi rồi cả nhà. Thì bây giờ nó đã dư rồi thì Sơn có thể chạy được rồi ha. Thì đây mời cả nhà mình cùng xem Sơn chạy lên một đoạn nha. Lần đầu tiên lái mắc e cái cả nhà ơi. Nếu mà Sương mà lái này ra đường thì sao ta? Không dám đạp ga, tại Sương đang chạy đón xanh nha cả nhà mình thông cảm nha. Sương đang chạy đón xanh á. Chạy lên một tí để Sương quay cho đẹp thôi cả nhà. Rồi Sương dừng chỗ này để Sương quay cho đẹp nha. Ôi, bên Sơn mới về một con đầu kéo miệng là nhà ơi. Đợi xíu nha cả nhà nha, để Sơn xuống cái xe cái đã. Xuống xe để cho cái đầu kéo miệng nó vô nha cả nhà. Cho đầu kéo miệng đi vô đông luôn. Đó là tắt máy thì tắt ở trên cũng được, ở dưới cũng được cả nhà, giống như nãy Sơn hướng Sơn có giới thiệu cho cả nhà mình đó, là phía bên hông cánh cửa nó cũng có tắt máy luôn nha. Rồi, xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại với Tân Quốc Tuấn Auto.
thì em Sương hôm nay sẽ giới thiệu lại cho cả nhà mình với cái xe là Volvo Max 5 chân đã về bên Sương. Thì trước đây Sương đã quay rất là nhiều về cái Volvo Max rồi, nó bao gồm những cái thùng cơ bản cả nhà. Thì hôm nay em Sương giới thiệu lại là nó có những cái hai cái mà Sương cần giới thiệu lại. Thứ nhất là cái thùng nhôm cả nhà, thùng nhôm tiêu chuẩn mới bên Sương. Và cái thứ hai nữa là một cái mới nữa là đời 2023 nhà nhà nhé. Trước đây là Sương sẽ giới thiệu cho nhà mình là đời 2022. Với cái đời 2023 thì bên ngoài ngoài hết nó cũng giống như là đời 2022 vậy, không khác gì cả nhà nhé. Nó chỉ có khác trên cái xe này, đó là nó có 12 mâm nhôm và cái màn hình nó có lớn hơn một tí xíu một nhìn đó cả nhà. Rồi đó. Với cái phần cabin thì như cả nhà mình trước Sơn cũng đã nói rồi, đèn hay là phần những cái phần cabin thì rất là đẹp hả cả nhà, đồ sộ và rất là cao luôn đó. Cả nhà mình thấy có thể xem qua nha. Bây giờ mình sẽ xem này, trước đây là thì hai cái mâm 10 có 10 mâm nhôm cả nhà và hai mâm sau là hai mâm sắt. Thì bây giờ là toàn bộ cả cái xe này là đều mâm nhôm hết ha. Thì cái đặc biệt hôm nay em Sơn muốn nhấn mạnh cho cả nhà mình là về cái thùng của cái xe Volvo Max 5 chân. Thì cái thùng này thì như cả nhà mình thấy trước đây là thùng sắt và bây giờ là khách hàng của Sương là ở Lâm Đồng cả nhà, thì đặt theo cái tiêu chuẩn của khách hàng là đóng theo thùng nhôm. Đây một cái thùng nhôm chiều dài của nó là 9m7 cả nhà, và kích thước chiều rộng của nó là 2m370 và chiều cao nó là 2m150 nha cả nhà nhé. Thì thiết kế theo mở có tất cả là 9 bựng nha cả nhà, một bên hai bên hông là một bên 4 bựng và đằng sau nữa là 5 bựng và bên kia 4 bựng là 9 bựng nha cả nhà, và chia thành một bên là chia thành 4 khoang ha. Vách thì vách nhôm có một cái chữ Universe Express rất là đẹp luôn ha cả nhà, màu vàng đồng này cả nhà đó. Cái bản lề của nó thì là tất cả đều là dập bằng nhôm đúc luôn đó. Đây cả nhà mình có thể thấy những cái bản lề rất là dày và bằng nhôm đúc rất là chắc chắn ha. Còn đây thì cái phần này là phần inox nha cả nhà, inox hoàn toàn ha đó. Những cái về bảo vệ đều là inox hết đó. Phần cái thành chất xi cũng hai lớp dày dặn giống như những cái xe trước không khác gì ha đó. Bây giờ cùng em Sương xem qua cái thùng này là giống như cái phần những cái phần mà để mà tạo thêm một cái điểm nhấn cho cái thùng đẹp đó cả nhà đó. Nhìn đây là màu vàng chân này, nó không khác gì những cái xe mà cái thùng xe mà ở trong những cái xe Hino Đà Lạt đang chạy cả nhà, đẹp đến mức như vậy luôn. Với một cái đầu xe Volvo Max hoành tráng và đẹp như thế này rồi mà quý anh chị em mình đóng thêm cái thùng này nữa thì nó gọi là tuyệt vời luôn cả nhà đó. Đèn này tất cả là đều đèn led nha cả nhà nhé. Đặc biệt là với cái xe này thì khách hàng của Sương cũng đã đặt thêm một cái cụm đèn này cả nhà, ở đằng sau hông này, cạnh hông này. Trời ơi, nhìn nó đồ sổ không, quá đẹp luôn hả nhà. Và đây phần cạnh này cũng đều inox và có chữ Universe Express nha cả nhà nè, đẹp đó, màu vàng. Và dưới này trắng thì khi mà bật đèn lên thì nó sẽ nháy nháy ở đoạn này, rất là đẹp nha cả nhà. Chút xíu nữa đằng cuối video em Sơn sẽ quay một đoạn cuối để cho cả nhà mình xem cái khi mà bật đèn lên nó đẹp như thế nào ha. Đó. Phần ngay ở cái mâm này cũng mâm nhôm luôn cả nhà. Cái mâm mà mâm dự phòng, cái lớp dự phòng này á là nó cũng là mâm nhôm luôn nha cả nhà nhé. Đó. Để đóng một con xe này mà chạy trên đường thì tôi phải nói là nó quá là tuyệt vời cả nhà, đẹp, cao to, đồ sộ, nhìn nó rất là không biết là không dùng từ diễn tả được ha. Phải nói là anh khách của Sương là chạy về Lâm Đồng này, anh ở Lâm Đồng thì là một trong những khách hàng mà được sở hữu chiếc xe đời 2023 đầu tiên trên thị trường của Việt Nam nha cả nhà, đầu tiên luôn trên thị trường Việt Nam. Và ảnh được sở hữu mâm nhôm hoàn toàn là cũng là đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Trước đây sẽ bên Sương, hệ thống bên Sương bán rất là nhiều xe này rồi, nhưng mà là thùng sắt nha cả nhà, thùng nhôm cũng có nhưng mà là lại mâm sắt nha đó. Thùng dầu thì là 600 lít. Thùng dầu này thì khách hàng có thể chạy đi ra Bắc rồi luôn là vẫn chưa hết dầu nha cả nhà, tới 600 lít lận đó. Cả nhà mình thấy khi mà ánh nắng lên này, nhìn cái thùng nhôm này cả nhà ơi, nó đẹp quá là đẹp luôn. Và cái thùng này mà ban đêm là nó cũng phát sáng luôn đó cả nhà nhá. Đó. Thì với cái xe Volvo Max này thì máy của nó là máy MAN nha cả nhà. C11 nha cả nhà, MAN C11. Và đây là cái dung tích xi lanh của nó là 10.5 lít và công suất của nó là cực đại cả nhà, lên đến là 400 công suất. Đây là một trong những cái công suất mà lớn nhất so với những cái phân khúc xe tải 5 chân trên thị trường. Cho nên quý anh chị em mình có thể chở tải và
chở quá tải cũng quá là tốt luôn cả nhà. Cái tải trọng của nó cho phép tham gia giao thông là 20 tấn 6 nha cả nhà, và tổng trọng tải nó là lên đến 34 tấn. Cho nên quý anh chị em mình là cảm thấy cái xe 5 chân là khá cực đồ sổ ha. Đó, nội thất này, ngoại thất này cả nhà. Đó, cái này Sơn cũng có quay cái cầu đó cả nhà. Thì những cái clip trước Sơn cũng nói rồi, cái cầu nó là cầu nhanh và cái cầu rất là lớn luôn. Tỷ số trên cầu của nó là đến 3.36, rất là nhanh luôn cả nhà nhé. Máy thì máy lớn cực đại này, cầu thì cầu lớn này, nhíp rất là lớn luôn, nhíp lá lớn và chồng lên nhau rất là đẹp đây cả nhà nhé. Còn thêm chất xi hai lớp rất là dày dặn luôn. Đặc biệt là xe này đời 2023 là một chiếc đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Cho nên quý anh chị em nào mà cần những cái xe mà đời 2023 thùng nhôm với những thùng nhôm và hoặc là thùng sắt tiêu chuẩn nhé cả nhà, hoặc là lốp mâm nhôm hoàn toàn như vậy thì cứ liên hệ với em Sương qua số hotline là 0931674675 nha cả nhà. Showroom của Sương là ô tô Tân Quốc Tấn hướng Sài Gòn xuống qua Gò Nai qua trạm thu phí nằm bên trái, số 1132B đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10 phường Biên Hòa, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Sương rất mong cả nhà mình ủng hộ em Sương với những cái dòng xe như thế này. Bên Sương có là hộ vô thì có 2 chân, 3 chân, 4 chân, 5 chân đó cả nhà. 4 chân thì Sương sẽ dự kiến là qua tháng 4 mới về tới đây nha cả nhà nhé. Còn bây giờ là hiện tại Sương có 5 chân rất là nhiều, có màu đỏ này, màu bạc này, màu trắng, rồi màu xanh luôn cả nhà. Và thùng tiêu chuẩn, còn nếu thùng nhôm thì cứ liên hệ với em Sương đặt hàng trước thì Sơn sẽ đóng theo cái tiêu chuẩn chỗ khách hàng nha. Bây giờ em Sơn xin chào mọi người và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.